Rồi chào cả nhà ngày mới nha. Hôm nay mà chia sẻ cả nhà thì hôm nay mình mới khởi công một công trình mới cả nhà. Thì cái công trình này thì mình làm ở đây bị do cái điều kiện là lộ nó nhỏ quá, không có xe cơ giới vô được ha. Thì mình sẽ hôm nay làm khởi công làm này là cái một cái nhà màu nha cả nhà. Nhà màu nói chung cũng hơi quy mô lắm. Thì nhưng mà nếu mà đúng như thì mình làm nhà màu này nọ thì mình sẽ là đóng cừ đồ này nọ dữ lắm ha. Nhưng mà cái này do điều kiện là không cơ giới vô được thì mình sẽ làm thủ công hết cả nhà. Thì mình làm móng đế toàn là nói chung các kiểu là thủ công hết. Giữa đào đất nè rồi xong rồi mình sẽ khoan để mà đổ cọc này nọ. Thì thay vì có xe vô thì nó sẽ có cọc đổ sẵn, nó ép xuống thì cái đó là quá đơn giản hết cả nhà. Chỗ này mình phải là làm các kiểu là bằng tay hết. Thì làm như thế nào thì mình mời cả nhà cùng theo dõi nha, để em chia sẻ từng bước một với cả nhà. Cả nhà nếu xem video nếu thấy hữu ích á, để một like, một lượt đăng ký kênh ủng hộ cả nhà. Được gì em chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Rồi, mời cả nhà cùng theo dõi. Đây thì cái này cái móng hôm qua thì thợ mình chuyển qua cũng đã đào được một cái đường móng ngang đây ha cả nhà. Đó. Cái đường ngang này mình đào, cái đường này là nó 8 tấc nha. 8 tấc chiều ngang. Chiều sâu xuống thì khoảng 4 tấc ha. Bị cái này mình làm một cái móng băng ngang nha. Cái này là cái đường ngang của nhà màu mình mới mốt mình sẽ làm nè. Còn đó thì hôm qua mình cũng đã khoan là và đổ được ba cây cọc ha, đường ngang này nè. Đổ ba cây cọc rồi. Thì bây giờ bê tông cũng mới vừa cứng. Thì cái này mình đã làm hồi chiều hôm qua. Đó. Rất là chắc chắn hay cả nhà. Rồi thì để tiến hành một tí xíu để mình chia sẻ là làm như thế nào để mà mình khoan mình làm toàn bộ là bằng tay hết hay cả nhà. Khoan xong rồi mình sẽ đổ được như vậy nè. Là có ba cây cọc trong đây. Thì đó thì để mình chia sẻ cái nhà từ từ thế coi xem cái này thứ một lát mình sẽ khoan như thế nào nha. Đằng kia thì thợ mình cũng đang tiếp tục đào móng đế nữa. Thì do đây là mình làm một cái nhà mồ nha cả nhà. Tại do cái này mình không có đóng cừ chàm á, thành ra mình không có đào sâu xuống khoảng tầng một lớp giá là được rồi. Tại vì mà có đóng cừ chàm thì người ta sẽ đào sâu xuống thì sẽ tới nước chứ đừng cho cừ nó đừng có mục á. Còn cái này mình đào khoảng một lớp giá rồi xong cái mình sẽ phan cọc, mình phan cọc bê tông ha. Thành ra mình không cần đào sâu cho mấy. Đây thì tại mình đang tiến hành bắt đầu đào. Đào xong thì nó sẽ có một cái đường giống như ở trước vậy đó. Này phan lấy đất lên cũng hay đó cả nhà. Nhưng mà tiếng cái này hơi nhỏ hơn lớn chút nữa. Rồi sau khi mình đã xây mấy cái lỗ để trong cái móng đế mình thêm rồi, còn ở đây mình đang xây thêm một cái lỗ để mà mình làm cái cọc phụ giữa giữa cái đài ha. Thì cứ vậy đó mình xây xong rồi mình lấy lên thành ra nó cũng thấy nó rất là hay ha cả nhà. Cái gì ra xây rồi bắt đầu cái mình lấy lên thì giờ thành cái lỗ nó như vậy. Xong cái mình sẽ đổ bê tông xuống rồi mình đưa sắt lên giống như cây cọc vậy đó. Thay mình đổ cây cọc cho nó cứng rồi mình sẽ cầm xuống, thì còn cái này thì mình sẽ khoan lỗ rồi mình đổ trực tiếp xuống ha. Này cái lỗ nó sâu tít ở dưới tới nó cứng dưới đó. Đây thì hồi sáng hồi nãy ở ngoài này thì mình đã khoan mỗi một đường vậy là ba cây, mỗi đường vậy là ba cây cây cọc ha, bên đó một cây giữa trên cây. Đây là lúc nãy mình đổ bê tông mình cầm xuống nó còn lú lú lên nè. Đó. Là cho nó đội tiếp của cái dĩ này đó. Bị cái này mai mốt mình sẽ làm một cái nhà mồ ha. Làm mình xong mình đổ cột lên làm lan can lên nữa. Thì làm cái nhà mồ. Thành ra cái này mình phải làm cái này là móng băng hết ha cả nhà. Đây thì thợ mình đang sửa mấy cái đường đà. Sửa mấy đường đà xong để ngày mai bắt đầu tiến hành mình bô sắt ha. Rồi đây thì trước mình sẽ xài là hai cái đà luôn ha cả nhà. Đó. Đây mình xài hai cây luôn. Bị do cái ở trước này thường thường thì cái nhà màu mình làm ở trước thì nó sẽ có mà cổng rào này kia nọ các kiểu, rồi cái dàn đầu có cái nhà màu nó thành ra mình sẽ tăng cường thêm là ở trước là hai cái đà luôn ha, cho nó chịu lực của cái độ nén xuống giữa cái nhà màu mình máng trước đó cả nhà. Thì ở sau thì mình nó hơi đơn giản chút. Thì khoảng cách của nó là mỗi khoảng là 3m5 ha.
Đây thì toàn bộ mấy này mình xài là toàn là móng băng hết ha cả nhà. Thì ở sau cũng vậy, ở giữa cũng vậy. Ở đây luôn, thì đó. Thì mình do cái này mình không có đóng cừ đó, thành ra mình phải xài là móng băng hết. Chứ phải như nếu mà có đóng cừ thì mình không cần xài móng băng nha. Còn này bị không đóng cừ mình phải xài móng băng để cho nó chịu lực giữa hai bên cái nhà mồ mình sau nữa, ở trên mình đổ máng nước này nọ, mình làm nóc rồi nữa thì nó nặng nề lắm. Thành ra mình phải xài móng băng hết ha. Như ở đây thì mình có một cái móng đơn này nè, móng đơn ở đây bị do này dưới này có mã rồi. Với hai nữa cái chỗ này là khoảng cách nó cũng gần. Thành ra mình cũng không cần là móng băng ha. Chỗ này qua đó thì nó hơi gần 3 mét à. Với nó kẹt trong đây nó giáp ranh người ta, nó không có làm được mà cái móng băng. Rồi thì cũng như hôm qua anh em chia sẻ cả nhà thì cái dụng cụ để mình chế ra để mình khoan những cái cọc để mà mình đổ những cái móng băng qua đó cả nhà. Thì mình cũng đã khoan xong, thì mình cũng đã tiến hành mình đổ móng băng đâu rồi ha. Thì đây mới vừa đổ xong. Đây, những cái này thì ở giữa mình đã khoan rồi nè. Thì chắc video cũng dài thôi, chắc em xin dừng video tới đây cả nhà. Cả nhà nếu xem video nếu thấy hay gì hữu ích đó, cho em một like, một đăng ký kênh ủng hộ cả nhà. Đừng gì em chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều nha.